100 liều vaccine COVID-19 đã được vận chuyển về thành phố Đà Nẵng. Dự kiến những liều vaccine COVID-19 này sẽ được tiêm cho các y bác sĩ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, những người nơi tuyến đầu thực hiện công tác điều trị bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Những liều vaccine COVID-19 về Đà Nẵng trong đợt này thuộc lô vaccine AstraZeneca đã được nhập khẩu về Việt Nam vào ngày 24 tháng 2. 100 liều vaccine COVID-19 đầu tiên này đã được chuyển về hệ thống kho lạnh của hệ thống tiêm chủng VNVC tại Đà Nẵng để bảo quản theo quy trình chuẩn. Dự kiến sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, toàn bộ số vaccine này sẽ được VNVC trung chuyển và bàn giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng để triển khai tiêm chủng cho nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.